bức ảnh đúng bà này bóc lột lao động. Đây với tôi lắm. Cho chéo vào đây. Đúng bà này. Cháu thế nào? Chéo vào cái góc xe này thì nó đi gọn thì nó mới vào được. Bác nó to thế, khi nó cắm đầu đây. Thì nào? Mệt quá, nước nôi đi thôi chứ. Xin mời các bác vào. Ôi giời. Mỗi tháng rồi giao lưu một cây bán ra hạ giá, hạ giá. Em cứ nói với người ta là nhà vườn cô mừng bán hạ giá. Kỷ niệm cây đi, giống này đi. Kỷ niệm cây. Kỷ niệm cây nho nhỏ chơi đi. Sang bên vườn em cũng mua được cây gì không anh? Dạ. Phi lao á? Nào. Dạ. Tí nữa vào. Chờ tí đã. Bà này gọi đúng lúc mình ra đây. Đúng rồi. Chán thật. Đúng rồi, số này chả ra gì rồi. Vừa lóp cóp ra đến chợ. Đã biết tên bác chưa? Mà là nhờ. Đấy, bao nhiêu người quật con này lên. Da rẻ cũng gớm đấy. Có tiền đấy. Có tiền đấy. Sáu à? Ừ. Thế mà cây kia của mình cũng giả có 16 triệu không bán được. 16 triệu. Cũng ráng ráng này thôi. Ông ấy khôn đấy, ông làm đôi giống nhau đấy. Quả này mà không biết bà vững mà có nhờ nữa không. Bà lại nhờ vác lên thì chết. Chạy luôn. Đấy, cây phi lao. Phi lao, cây lá kim cho nó hội nhập tí. Lá kim phi lao mà mướt mát thì mình thích lắm đó. Mình cái da của nó, chân bệ của nó thì cũng đừng có quan tâm quá. Chỗ này thì gài đá vào thì đẹp. Có chân. Đấy. Là mốc trắng. Bông xanh mướt, rất tài tỉnh. Bông phi lao này sống khỏe lắm. Thích sống. Chỉ cần nước cái cát thôi mà. Khá là nghệ thuật. Tất nhiên là cái tay này nó chưa theo được kịp so với cái vết cắt này. Khá, nhưng mà nó là một cây nghệ thuật. Cây nó cây tầm trung thấp lùn. Thấp lùn 7:30 mới đá cơ mà. Tắc cái tắc ở Nhật Tân. Vâng, ra đấy giờ đây mà. Đấy, này đúng lúc đấy. Xem là nhắm kỷ niệm nữa cái nào là kỷ niệm dân đi. Đấy. Giao lưu hạ giá. Đấy, bây giờ vừa lấy lượt bà vững bà nhờ vác đi. Thế là trở lên Nhật Tân à? Cầu ở nhà nó đấy à? Gấu quá nhỉ. Chơi phi lao ác đấy. Chắc nhà vườn to. À biếu à? Biếu phi lao. Mua chơi bán cái gì, có phải kinh doanh mà bán. Khổ quá. Lúc nào thiệt tiền như các bà thì chết. Cái thằng này nó lãi 3 triệu, nó mua mình có 6 triệu bạc. Nó lãi 3 triệu, nó không bán, nó lãi ăn cả cái xanh. 6 cái gì mà 6. Mua chục triệu người ta. Nó tiếc cái gì có lãi rồi. Khổ quá. Ra. Ghê thế kìa. Đấy, thế cái thằng nó bán mua cái gì là cái đấy đắt hàng. Thế chán. Cảm ơn nó cái gì nhá. Cây nào đây tặng cái cây như này cũng được, về làm một đôi. Để một cây nó lệch quá. Này đúng, mình chơi một đôi. Nó về hết tay vào mà tối qua lấy trước kia rồi. Thế à? Đây chỉ là tí nữa là... Đây, đằng lưng nữa đây.
hai phải phải gài đá và thả nước vào nó mới nghệ thuật. Nghĩa là cưa ở đấy một thùng hàng đúng không? Này cố gắng làm cùng một con nữa về để cho nó có đôi thôi, cùng một chuyến trở về quê chơi là phải gấu như thế, cao quá, đi cái xe ba gác này cao quá không đứng được. Để lái sang thì quay cây của bà vào vững nữa, một cây cũng khá hay. Đây, xem cho các bạn nhé. Ra cây cháu xấu hơn cây kia mà lo gì. Cây của mày đẹp hơn cây này. Cây của cháu nó giống cái cây này này. Cho nó mà... nó mới thích làm một đôi nó giống nhau. Cây kia làm sao đúng được cây này? Đây thì tất nhiên. Cây kia là thằng cháu chắt. Thằng cháu chắt. Cái này mà có khi cháu phải làm một con nữa để hai bên. Mà thiếu đâu được. Đấy mà bảo là về quê ta thiếu gì? Thiếu nhưng mà nó là dân khác. Biết nghe là bị lừa mình. Khám nghe lại. Đán thì mày ăn chứ sao ăn nhà. Khám nghe lại. Nó trả ra 16 triệu mỗi ngày. À, bao nhiêu năm lang thang ở cái chợ này có thấy đâu? Thấy cây nào hợp đâu? Mà cây này không. Không phải vấn đề là nó nhỏ nhỏ nó vừa cháu chơi chứ to quá cháu không chơi được. Ai con nuôi cái này con bay cái này ra đây. Bây giờ cô bán rồi con nuôi cái gì nữa? Thế vẫn. Mai đến thì nó nuôi rồi chết. Đấy. Đấy, cách cưa cứ lấp nập gần Tết đến nơi các bác ạ. Đấy, tôi múc một cặp phi lao, nó gốc nó to hơn này tí nhưng mà nó đẹp hơn cái này. Đẹp hơn cái này. Đang gom tiền để làm con nữa. Chơi một đôi các bác. Chơi lá kim cho nó, nhìn cho nó quốc tế tí. Vấn đề là các bác cứ về phong thủy Việt Nam nó rửa hơi cứ bảo là kiêng cái cây phi lao này để trong nhà để bày ở nhà ấy, nhưng mà bây giờ bao tiền mới mua được đấy, chả kiêng gì đâu, bỏ cái dâu thế thôi. Đấy, cứ đẹp và chơi rồi, cái này thì chậu xấu quá, chậu gì mà sợ quá. Cây của tôi mới gấu không nào, tôi quay riêng một mình nó mới gấu phê con tê tê luôn. Mấy hai cây này không làm cái gì cả, từ trước thị chợ giờ chưa thấy cây nào nó hợp thế. Tất nhiên nó không phải là tuyệt phẩm, nó trầm trồ lắm nhưng mà rất nhiều người thích vậy. Cái kích thước của nó không quá to và cho nên mình rất là kết và mua ngay, thấy bắt là phải quất luôn. Đấy, sau có người trả đâu hơn chục mấy chục rồi đấy nhưng mà thôi có bán được. Này thì nặng hơn nhiều. Này phải đúng rồi. May quá còn là cái xe nâng của ông bà lại nhờ chết. Vừa nãy bà bừng mà mình nhờ đang lang thang đây bà nhờ. Bà nhờ. Bà nhờ là kiêng hộ lên cái xe ba gác. Ôi giời ơi. Bao nhiêu con người. Nuôi cái này có mà khướt mà mờ vững ạ. Da rẻ cứ như là ung thư. Lần liếc có lần liếc nữa. Đấy. Từ Lào. Rồi từ Lào lại đang hot lắm các bác. Chạy hàng lắm. Đẹp đẹp thì bay ngay. Từ Lào cứ bay ngay. Trèo lên cái xe này, quay cái tán của nó phát. Tán con này thì nó không được xanh mướt như con kia nhưng mà cứ về chăm, cứ tắm đầy đủ là nó tăng nhanh lắm. Cái lần này đó, thấy chưa? Đẹp đấy. Cây này thì cũng ngang cơ với cây kia đấy, thậm chí là tuổi đời là nhiều hơn rồi, đời nhiều hơn. Đấy.
nhìn nó khắc khổ như các bác. Nhìn cái cây phi lao ra nó rất là khắc khổ, cảm giác nó là cây khô này, nhưng mà lại sống rất là gớm, thậm chí là chẳng phần đất mấy đâu, nước với cát sống bà mấy tỉa nó thế thôi, chứ còn nó xanh mướt đấy. Giống phi lao này là vặt thế này thì nó cũng không bị thâm đầu, nhưng mà tất nhiên cây to này mà vặt thì đến bao giờ. Đấy, khi mà những cái khớp này này nó bị cắt không trúng chỗ, nó bị khô, nó thâm thâm cái đầu này, nó xấu cái răm. Đấy, thì mình rút thế này này, có cái khớp thì tự nó rơi ra, nó không bị thâm cái đầu. Đấy, để xem có cái phi lao nữa không. Dạo này nó đang khoái phi lao đấy, xanh xi thì cũng nhiều rồi. Phi lao thì tất nhiên là cái toàn cái to thôi, để mình chơi ở quê thôi. Còn này thì đang ươm thì cũng có tương lai đấy. Có tương lai đấy. Đó, nào cắt đây cũng hợp lý đấy. À, nó là cái khô. Khô. Đang ươm trong cái sổ rách. Cũng hay đấy, hay ho phết đấy. Trước nó xanh ùm nhưng mà bây giờ thấy người ta cắt đi rồi. Tại vườn này biết. Đấy. Xem cái phi lao đằng kia có một cái phi lao. Trong này còn nhiều phi lao lắm. Nó nói cái cây này. Cây này thì nó nhỏ hơn nhưng mà chơi phù hợp hơn. Nghệ thuật phi lao thì nó nhìn cảm giác nó rất là nghệ thuật rồi. Cái bông răm của nó. Cây này thì cỡ nhỏ hơn. Cỡ nhỏ hơn. Tự nhiên thế là mình không bán, thế là bà mừng mà được lộc, bà bán được cái cây này. Cái to mà này kìa. Đấy, trên xe bà gác kìa. Tí nữa sóng đôi với cây của Vững là lên đường ấy, đi Nhật Tân ấy. Xem cây này nữa. Này thì hơi cơm nắng. Hơi bị cơm nắng. Phi lao này khỏe lắm đây, cứ vùi đất qua loa này, cứ lung tung ra này. Đấy. Sống vô tư. May quá bà có xe nâng, chắc bà không nhờ nữa. Chắc bà có xe nâng. Đấy. Rồi, lên đường thôi. Chúc mừng về chủ mới nha. Hai cây đây. Hai cây hai màu. Đấy, thế cứ lại đi. Nào. Muốn mình vui đi ai. Rồi. Chưa đâu, cứ đi. Rồi, cứ sang đi. Đừng lắc lại nữa. Mà cứ lắc theo chiều này đi. Đấy. Rồi, trả ở dưới. Nó vướng một cái đồn. Đồn. Cổ cả đồn đi. Đấy, vào đi. Mất chân. Ấy, xìa sạch vào tay. Bây giờ này, có con rút một tàu cái xe này ra nhé. Cái ông xe này hết tác dụng rồi. Lên đường. Mày nhảy lên mày phải cho mày dính cái gì.
chéo lên cái gì cứng vậy. Bữa nay đi Phú Thọ nhưng mà mẹ đi Phú Thọ thì mất trận Việt Nam. Thôi, sai anh nhé. Con nữa là tặng ha. Thôi, 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 th